Chào mừng quý khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh Thị trường Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, trong các số đối thoại trước khi mà bàn về thị trường bất động sản của năm 2015 và đưa ra dự đoán là thị trường có khởi sắc hơn năm 2014 hay không, thì các khách mời ở rất nhiều các lĩnh vực khác nhau như là các doanh nghiệp bất động sản, chuyên gia kinh tế hay doanh nghiệp sản xuất đều có dự đoán là thị trường bất động sản sẽ lạc quan và tích cực hơn năm 2014. Tuy nhiên, mức độ phục hồi sẽ như thế nào còn phải bàn luận. Vì vậy, trong số đối thoại tuần này, chúng tôi tiếp tục mời đến đây là các khách mời đại diện của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội và chuyên gia kinh tế để tiếp tục bàn về thị trường bất động sản của năm 2015 và liệu có tín hiệu khởi sắc một cách đột phá sau tháng 7 năm 2015, rất nhiều luật có hiệu lực. Đó là đề tài chúng tôi lựa chọn cho chương trình đối thoại tuần này. Tham gia chương trình đối thoại ngày hôm nay, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu sinh tiến sĩ bất động sản Nguyễn Hữu Cường, Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế. Vâng, trước là rất cảm ơn các khách mời đã tham gia chương trình đối thoại ngày hôm nay và rất vui khi có mặt các khách mời vừa đến từ thị trường bất động sản của Thành phố Hồ Chí Minh, của Hà Nội, lại là chuyên gia kinh tế rất là quan tâm tới lĩnh vực bất động sản. Và trước khi chúng ta cùng bàn về thị trường bất động sản của năm 2015 thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi. Nhận định thị trường bất động sản sẽ khởi sắc trong khoảng giữa năm 2015 đến năm 2016. Vừa qua, doanh nghiệp này đã có khá nhiều dự án khởi động vào cuối năm 2014 và trong năm 2015. Chia sẻ phóng viên VITV về thị trường bất động sản Việt Nam năm 2015, giám đốc chiến lược công ty này đã có cái nhìn rất tích cực. Thị trường bất động sản Việt Nam có rất nhiều thay đổi mấy năm gần đây. Năm 2014, lượng người mua bắt đầu tăng, các nhà đầu tư bắt đầu làm ấm lại thị trường. Tiến đến năm 2015, chúng tôi đã tổng kết các giao dịch của năm ngoái. Chỉ riêng Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 50.000 giao dịch, đó là con số rất tốt. Tôi tin rằng năm 2015, thị trường sẽ dần tăng trưởng. Tôi tin thị trường sẽ khỏe mạnh hơn. Đây là một xu hướng tốt. Nhà đầu tư sẽ có nhiều lựa chọn. Đây là thời điểm tốt cho bất động sản Việt Nam, đặc biệt là khu vực Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015-2016. Luật nhà ở và kinh doanh bất động sản sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 2015 sẽ mở rộng cho Việt Kiều và người nước ngoài được mua, sở hữu bất động sản tại Việt Nam. Được đánh giá sẽ góp phần giúp thị trường bất động sản phát triển. Đây cũng là cơ hội để đón dòng tiền mới, cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam. Quy định này được cả nhà đầu tư và người mua kỳ vọng có thêm luồng sinh khí mới cho thị trường bất động sản Việt Nam. Vốn chưa mấy khởi sắc và dòng tiền trong nước vẫn còn e dè với địa ốc. Dòng FDI của nền kinh tế nói chung là 2015 chắc chắn sẽ tốt hơn. Vì nền kinh tế đang có chiều hướng là phục hồi và đi lên. Thì các nhà đầu tư người ta sẽ tập trung không chỉ riêng bất động sản, tất cả các ngành. Tình hình này thì chắc chắn là sẽ lôi kéo nhiều cái nhà đầu tư nước ngoài, kể cả nhà đầu tư trong nước, rồi sẽ có những cái liên doanh, liên kết rầm rộ hơn. Có hai cái xu hướng rõ nét nhất trong cái M&A. Thứ nhất là cái lượng giao dịch tăng lên khá nhanh. Cái thứ hai là không chỉ những nhà đầu tư nước ngoài M&A với nhà đầu tư trong nước, mà những nhà đầu tư trong nước hiện nay là cũng tổ chức M&A, tức là sáp nhập lẫn nhau cũng rất nhiều. Chứng tỏ là cái thực lực của các nhà đầu tư trong nước hiện nay là đang mạnh hơn. Sau một cái chu kỳ kéo dài 5-6 năm khó khăn rồi thì kết hợp những điều kiện khách quan của nền kinh tế quốc gia cũng như tình hình chung của khu vực thì tôi thấy là tình hình bất động sản nó sẽ phục hồi và năm 2015 nó sẽ tạo ra một cái đà tốt cho những nhà đầu tư bất động sản. Phân khúc nhà thu nhập trung bình được dự báo vẫn là phân khúc thu hút nhiều nhất, có thể chiếm 50-70%. Bởi đa số, người dân thu nhập vẫn còn thấp, nhu cầu nhà diện tích nhỏ giá thấp vẫn còn cao. Do đó, phân khúc những căn hộ dưới 1 tỷ vẫn thống lĩnh thị trường. Bên cạnh đó, phân khúc trung, cao cấp còn nhiều triển vọng do một số doanh nghiệp giảm giá bán vừa phải. Đồng thời, với sự cho phép người nước ngoài, Việt Kiều được mua nhà. Đương nhiên là cái phân khúc nhà thu nhập trung bình vẫn là cái phân khúc mà thu hút nhiều nhất, có thể chiếm 5-70%. Lý do là cái đa số người dân chúng ta thu nhập vẫn còn thấp. Hàng năm là hàng trăm ngàn cặp gia đình mới lập, cũng như là hàng năm là hàng triệu người sinh ra cái nhu cầu nhà ở cực kỳ lớn.
Dĩ nhiên trong đó phân khúc cao cấp là nó cũng có những lợi thế, và trong chừng mực đó thì nó cũng có triển vọng và nó dành cho một đối tượng đặc thù có điều kiện thu nhập khá. Ngoài ra thì có một phân khúc nữa tôi cho rằng là hấp dẫn nhất hiện nay, đó chính là những cái mình gọi nôm na là đất nền, tức là những cái dạng nhà phố, nhà thấp tầng ở các cái quận ven, quận ngoại thành thì sẽ tiếp tục là có cái sức hút rất là mạnh và bán nhanh nhất trong các phân khúc. Dù có những sôi động, tuy nhiên theo các doanh nghiệp, thị trường vẫn thể hiện hai mặt của tảng băng, phần trên sôi động, phần dưới vẫn khó khăn. Còn lại là 700 dự án vẫn chìm ngọc trong khó khăn. 700 dự án này không bán được sản phẩm và phải trả lãi. Do đó cái thị trường bất động sản của 2014 cũng như qua 2015 nó cũng thể hiện hai mặt của cái tảng băng. Phần trên vẫn sôi động 40-50 dự án nào đó mà người doanh nghiệp có thể mua được để mà tái khởi động được. Còn số còn lại lớn hơn, nhiều hơn nhiều lần vẫn chìm ngập trong khó khăn. Vấn đề cũng mới chỉ là cái phần trên của cái tảng băng chìm, tức là những cái khó khăn, những cái tồn động, những cái dự án dở dang của bất động sản vẫn còn rất là nhiều. Cái lượng giao dịch nó cũng chưa thấm gì so với cái hàng tồn thực tế, tức là tồn về dự án thì rất là lớn. Cho nên là vẫn còn nhiều khó khăn. Thị trường bất động sản từ sau tháng 7 năm 2015 được nhìn nhận có nhiều yếu tố tích cực cho sự hồi phục. Các chỉ số kinh tế vĩ mô, trong đó có GDP được kỳ vọng sẽ tăng trưởng. Các chính sách hỗ trợ thị trường có hiệu lực. Các phân khúc căn hộ, biệt thự, đất nền được kỳ vọng sẽ có chuyển biến tích cực. Các chủ đầu tư có sự sàng lọc và tâm lý người mua được cải thiện rõ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp địa ốc, để nói năm 2015 thị trường có sự đột phá thì còn quá sớm. Vâng, thưa các khách mời, phần tổng hợp vừa rồi đã đưa tới một số những góc nhìn liên quan thị trường bất động sản của năm 2015. Và có lẽ là chúng ta cũng không cần nhìn lại năm 2014 nữa, bởi vì cũng đã qua những tháng đầu tiên của năm 2015 rồi. Vậy thì chúng ta dự đoán thế nào về thị trường bất động sản của năm 2015? Theo quan điểm của tôi, trên cái thị trường bất động sản có nhiều phân khúc khác nhau. Nếu mà trong cái quá trình mà sốt nóng và sốt lạnh ấy, sốt nóng thì tất cả đều bung ra hết, sốt lạnh thì tất cả đều co lại hết. Thế thì bây giờ trong bối cảnh 2015 qua một cái giai đoạn gần 5 năm thì nó đã đóng băng và bắt đầu bây giờ ấm lên. Thì cái sự ấm lên này nó ấm lên một cách mạnh mẽ, mà cách vừa hoặc cách vừa phải thì ta phải xem xét từng phân khúc một. Thế thì ở đây thì ta nghĩ là nếu nói thị trường bất động sản thì có rất nhiều phân khúc, ví dụ đất này, nhà ở này, hay là nhà thương mại, hay là ví dụ như là cái khu thương mại, hay là nhà cho thuê, hay là văn phòng. Thế thì trong bối cảnh hiện nay, quan điểm chúng ta chỉ có thể đi nghiên cứu về góc độ là đất, nhà ở cho thuê và văn phòng cho thuê. Thế thì chúng ta biết rằng nguyên cái nhà ở thì có 3 loại phân khúc: trung, cao cấp và vừa. Thế thì trong bối cảnh ai cũng thừa nhận rằng đất đai thì có hạn, nhu cầu con người thì vô hạn, mà bất kỳ một chế độ, một xã hội nào, một quốc gia nào cũng như vậy, thì cái người mà có thu nhập thấp thì luôn luôn là rất căng thẳng, không đáp ứng được nhu cầu thỏa mãn nhà ở. Cho nên cái phân khúc mà nhà ở thấp cấp thì luôn luôn ở bất kỳ nước nào cũng rất là cần, rất là thấp. Là vì xã hội càng phát triển thì cái sự phân càng phát triển ý, thì cái sự phân hóa càng ít đi, càng văn minh thì sự phân hóa càng ít. Thế thì trong bối cảnh, trong điều kiện như vậy thì theo quan điểm của tôi đấy, thì dự báo cái thị trường bất động sản 2015 thì ở đây tôi chỉ có thể dám đi ở hai góc độ. Góc độ thứ nhất về mặt đất sẽ như thế nào? Bởi vì theo quan điểm hiện nay sắp tới là từ mùng 1 tháng 1 thì bắt đầu có khung giá đất mới, đúng không? Bắt đầu thực hiện khung giá đất mới. Thì liệu nó có tác động đến nó hay không? Mà trực tiếp khi khung giá đất mới của chính phủ ban hành thì nó tác động trực tiếp đến giá đất, thị trường đất. Cái thứ hai nó tác động đến thị trường bất động sản, là vì đất đai là một yếu tố cơ bản đối với thị trường bất động sản. Thế thì hiện nay xoay quanh vấn đề nó cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Vấn đề thứ hai là ví dụ thị trường nhà ở hiện nay thì có các loại, chúng ta biết rằng từ trước đến nay lúc nào cũng thế thôi. Thị trường nhà ở trung bình hoặc thị trường nhà ở xã hội cấp thấp thì luôn luôn là cung cầu mất cân đối. Là vì phần lớn cái thu nhập ở bất kỳ một nước nào thế thì cái dân chúng mà có thu nhập thấp thì bao giờ chiếm tỷ trọng rất lớn. Mà những cái loại đấy thì lo ăn đã không đủ thì làm gì mà nghĩ đến cái việc mua nhà mua cửa. Cho nên cái nhu cầu rất lớn thì bất kỳ một nước nào cũng đều có chính sách xã hội về nhà ở đối với người thu nhập bằng cách này cách khác. Thế chúng ta thấy rằng mặc dù trong thời kỳ đóng băng, thị trường bất động sản đóng băng, thì ta thấy là nhu cầu về nhà cấp thấp, nhu cầu xã hội vẫn rất cao. Và chính vì vậy trong cái bối cảnh mà thị trường đang đóng băng thì nhà nước có chính sách là tạo điều kiện để làm cú hích là phát triển thị trường nhà có thu nhập thấp hay nhà ở xã hội bằng cách tung ra gói 30.000 tỷ.
Thế thì gói tung 30 tỷ hiện nay cho tới hiện nay mặc dù giải ngân có khấm khá hơn một tí, nhưng mà theo tôi nghĩ cũng chưa thành công. Không dám nói là thất bại nhưng mà chưa thành công. Mặc dù có rất nhiều lần đổi mới những tiêu chí, những cách đánh giá của nó. Cho nên nhận định cái thị trường bất động sản 2015 thì theo bản thân tôi, riêng về đất, nhà ở và nhà cho thuê cũng như văn phòng cho thuê thì sẽ ấm dần. Nhưng cái sự ấm dần và phục hồi đó rất chậm chạp. Anh ạ, theo ý anh đó, thì tôi có một cái bổ sung một cái thế này. Là cái lợi thế thị trường trong năm 2015 là thuộc về người mua. Thuộc về người mua. Mà chúng tôi thấy cái lợi thế đó nó thể hiện rất rõ là cái quyền lựa chọn của người mua. Từ trước á, ở thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn những cái trước khủng hoảng là người dân phải xếp hàng để đặt cái suất giữ chỗ mà xếp hàng qua đêm. Nhưng mà thời kỳ đó, đó là bây giờ đã qua rồi. Đối với ở thành phố Hồ Chí Minh á, phải nói rằng cái khủng hoảng nó bắt đầu từ năm 2008. Thị trường nó đóng băng từ năm 2008 cho tới nay 7 năm. Và bây giờ nó có dấu hiệu là nó thực sự là nó đang trên đà hồi phục. Và đúng như ý kiến của anh, tôi cũng nhận định như thế. Tức là thị trường năm 2015 là cái, sẽ tiếp tục cái đà hồi phục. Nhưng mà bây giờ đừng chúng ta cũng không nên có cái ảo tưởng. Bây giờ tôi có khảo sát đối với các người nước ngoài. Thì các tổng lãnh sự khi mà trao đổi với chúng tôi đấy, thì chẳng hạn như ông tổng lãnh sự Nhật cũng nói với chúng tôi là người Nhật thích là ở nhà thuê. Rồi á, là nhưng mà người Nhật thích ở trong cùng một chung cư là cùng ở chung với nhau. Thí dụ như thế. Bây giờ trong luật của mình á, thì cho là mua được 30% là trong một tòa nhà chung cư là người nước ngoài. 70% là phải là người mua, phải là người trong nước. Nhưng mà người Nhật nói rằng không, tôi thích là thuê. Nhưng mà nếu mua 30% thì 70% còn lại tôi sẽ thuê. Nhưng mà như vậy có nghĩa là chúng ta phải hiểu được cái tâm lý, cái thị hiếu của cả người nước ngoài. Chúng ta đừng có ảo tưởng là người nước ngoài nhìn Việt Nam là một cái thị trường hấp dẫn quá rồi. Cái đó không phải anh. Bây giờ ở Việt Nam thật ra tôi qua có những người bạn làm việc là người nước ngoài. Thì chúng ta thấy rằng ở Việt Nam ta hiện nay có 30.000 CEO, những nhà điều hành là người nước ngoài. Và riêng thành phố Hồ Chí Minh ấy, là theo số liệu của các tổng lãnh sự quán mà cho chúng tôi biết ấy, thì có khoảng 80.000 người Hàn Quốc là đang sống và làm việc ở thành phố. Rồi có trong đó là khoảng 8.000 người Nhật Bản là đang sống ở thành phố và 1.200 người Đức là đang sống làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Thật ra trong số các cái CEO thì người ta có cái nhu cầu này. Tại vì ấy, người ta cũng có nghiên cứu là nếu người ta thuê nhà thì hiện nay cái giá thuê trong phạm vi khoảng chừng 10 tới 12 năm thì tương đương với cái giá mua. Mà cái khi mà người ta chuyển qua mua đó thì người ta không phải trả tiền thuê hàng tháng, và tới chừng người ta kết thúc nhiệm kỳ ở Việt Nam thì người ta bán lại thì cái được bảo toàn cái vốn. Cái này điều này nó đang thu hút người nước ngoài ở cái góc độ này. Nhưng mà cái tâm lý thị hiếu của mỗi một cộng đồng kiều dân nó lại khác nhau. Cho nên đúng là chúng ta nhìn ở đây là tiềm năng, nhưng vấn đề của chúng ta là phải làm sao cho Việt Nam chúng ta trở thành một cái hấp dẫn hơn nữa đối với nhà đầu tư nước ngoài. Chứ còn hiện nay với cái số lượng nhà đầu tư nước ngoài 30.000 CEO đang ở Việt Nam thì cũng con số lớn, nhưng mà con số đó hiện nay người ta vẫn là chưa phải người ta chọn cái phương thức là mua đâu. Cho nên chúng ta biết đấy, để chúng ta thấy rằng Việt Nam mình bây giờ cái luật lệ mình thì tương đồng với các nước, thì như vậy cũng là một cái sự lựa chọn của người ta. Dạ anh ạ, chứ chưa phải là nó đang hấp dẫn người nước ngoài lắm đâu. Không vậy phải mà rất nhiều người đang kỳ vọng là rất đồng tình với anh là tùy theo mỗi một cái đối tượng, mỗi một quốc gia. Ví dụ Mỹ theo quan điểm tôi không biết nghiên cứu ấy, thì thấy rằng người ta thuê nhà vào khoảng 20-30% chủ yếu, còn 60-70% là mua. Còn đối với người Việt thì phải đến 95% là có sở hữu chính thức, khác với mọi người. Thế thì trong bối cảnh hiện nay thì cái đối tượng mà CEO cũng như là người nước ngoài ở Việt Nam thì tuy là lớn thật, nhưng mà đối tượng ấy theo tôi nghĩ để mua hẳn thì rất là ít. Mà phần lớn người ta cảm thấy bao giờ cũng tính toán một cách hiệu quả. Bởi vì tôi cũng đã rất nhiều dự án, tôi là việc với Nhật và Hàn Quốc, thì tôi biết rằng họ tính toán rất là cụ thể. Cái hiệu quả là gì? Giữa cái thu về và kết quả, giữa cái kết quả và cái chi phí bỏ ra, cái nào lớn hơn. Thế trong bối cảnh như hiện nay mà cứ như không phải thời kỳ sốt nữa, mà thời kỳ bắt đầu vẫn còn đang ấm dần lên thôi. Thị trường bây giờ người mua là thượng đế, quyền thuộc về người mua hoàn toàn là đúng. Chỉ trong thời kỳ sốt ấy thì tôi nghĩ là dù sốt nóng hay sốt lạnh ấy, thì bao giờ sốt nóng ấy thì là cái quyền của người bán. Nhưng mà trong bối cảnh sốt lạnh, đặc biệt trong bối cảnh thị trường mà đang đóng băng, thì thị trường là thuộc người mua.
Cho nên trong cái quá trình giao dịch môi giới mà theo tôi được biết ý, thì trong thời điểm hiện nay là anh bán là phải chịu cái chi phí hoa hồng, thứ phải anh mua, đúng không ạ? Ngay bây giờ có căn nhà cho thuê thì không phải là anh đi thuê phải mất, mà anh cho thuê phải mất cái chi phí hoa hồng. Cho nên đấy, qua cái mà chi phí hoa hồng môi giới thì phản ánh được cái quyền thuộc về phía nào. Tôi thì có một cái chút ý kiến hơi khác Bắc Long một tí. Ví dụ như là cái thị trường bất động sản về cái phân khúc mà bác vừa bác nói là năm 2015 sẽ ít tác động, thì tôi lại nghĩ rằng tác động rất lớn. Thứ nhất là tác động bởi chính sách. Chúng ta thấy rằng nếu không, tôi cũng thấy rất ngạc nhiên là rất là nhiều người là nói rằng thì gói 3.000 tỷ là khó tiếp cận, rồi thì thất bại, rồi rất nhiều khác. Nhưng mà tôi nghiên cứu về bất động sản, tôi đang làm nghiên cứu sinh, thì tôi lại thấy rằng nếu không có gói 3.000 tỷ đấy, thì cái xu hướng phát triển các cái căn hộ có diện tích lớn hơn 100 mét thì nó còn diễn biến đến bao giờ nữa? Nếu không có gói 3.000 tỷ đấy thì làm sao mà phanh đứng nó lại cái chiều rơi của thị trường mà cuối năm 2013 là đã đi lên rồi? Và không có gói 3.000 tỷ đấy, cái chính sách đấy, thì làm sao các cái nhà đầu tư thay đổi hơn 64 các cái dự án, xin thay đổi lại công năng, xin chia nhỏ ra, xin thay đổi lại cái mục đích sử dụng để hưởng, để vay cái gói 3.000 tỷ lãi suất thấp 6%. Và nếu không có 3.000 tỷ thì làm sao mà có thể cơ cấu lại các cái diện tích dưới 70 mét và để tranh nhau để tiếp cận với cả cái mức lợi nhuận, cái mức mà vay là 15 triệu. Cho nên tôi nghĩ rằng việc đầu tiên năm 2015 là năm chúng tôi nhận thấy rằng sẽ tác động rất là lớn bởi cái kết quả của cái chính sách quản lý vĩ mô tác động tới cái thị trường bất động sản. Đấy là gói 3.000 tỷ nghị quyết 02. Cái thứ hai nữa là cái nhạy cảm của cái thị trường bất động sản nó liên quan đến các cái chính sách của ngân hàng. Ví dụ như là ngày 27 tháng 1 vừa rồi, thống đốc ngân hàng ra các cái thông tư 32, thông tư 36. Trong đó là gì? Khẳng định là gì? Sẽ tiếp tục giảm lãi suất trung hạn và dài hạn từ 1% tới 1,5%. Cái thứ hai nữa là cái đối trọng mà cho vay vào lĩnh vực bất động sản giảm cái đối trọng rủi ro là từ 250% xuống còn có 150% thôi. Có nghĩa là gì? Là cái lượng dôi dư của ngân hàng rất là lớn để phân bổ cho, để sẵn sàng để cho các cái doanh nghiệp để vay. Thứ ba nữa là cái ổn định tiếp tục còn giảm tiếp trần lãi suất nữa. Cho nên là những cái chính sách của ngân hàng ấy chưa bao giờ lại có một cái tần suất liên tục giảm lãi suất từ năm 2013 cho tới bây giờ, tức là từ trên 20% xuống bây giờ chỉ còn lại 10%, có nơi chỉ còn lại 8%. Cho nên tôi chưa, đấy là những cái chính sách mà sẽ tác động rất là tốt tới cái việc là gì, đầu tư bất động sản. Hai nữa là Việt Nam là chuẩn bị là xóa bỏ hàng rào WTO và chuẩn bị gia nhập Hiệp hội Thương mại Xuyên Thái Bình Dương. Và đây chính là những cái cơ hội mà các cái tổ chức nước ngoài, các cái hệ thống tài chính để nhảy vào Việt Nam. Bởi vì chúng ta thấy các cái ngân hàng ở nước ngoài lãi suất có khi là 1%, thậm chí ở Mỹ có khi là phải bị âm, phải còn trả thêm cái tiền quản lý. Trong cái đó chúng ta ở đây lại phải đi vay mới cả hơn 10%. Thì các cái sự thu hút từ các tổ chức nước ngoài nhanh chân vào thị trường Việt Nam, đặc biệt là cái lĩnh vực bất động sản năm 2015 chắc chắn là sẽ sôi động. Nhân ý kiến của anh Cường thì nói về cái gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ thì thật ra chúng tôi cho rằng đây là một cái chính sách rất là tốt của chính phủ. Đúng rồi. Và đó là một cái làn gió mới khi mà đưa ra thị trường. Nhưng mà chỉ có điều cái việc triển khai thực hiện thì không đạt cái kết quả như kỳ vọng. Như bây giờ chúng ta thấy cái giải ngân cho tới giờ phút này vẫn chỉ mới có khoảng hơn 14% thôi thực tế giải ngân, thì như vậy là quá thấp và không đạt được như kỳ vọng. Lẽ ra nó, nãy như Long nói, nó phải tạo được một cú hích cho thị trường bất động sản. Chúng tôi nghĩ rằng 21.000 tỷ tức là 70% cái gói tín dụng ưu đãi này mà nếu đưa thật nhanh cho người tiêu dùng thì chúng ta sẽ tạo được cú hích. Nhưng mà rất tiếc rằng cho tới hôm nay cái giải ngân khoảng hơn 14% đó thì lại chủ yếu là giải ngân cho doanh nghiệp.
chứ còn không phải là giải ngân cho người tiêu dùng, mà lẽ ra là đẩy nhanh cho người tiêu dùng thì mới tốt. Và trong khi đó Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi kiến nghị rất là nhiều để làm sao đẩy nhanh cái giải ngân, nhưng mà tới nay kết quả như thế là mình thấy cũng chưa tạo được cái cú ích cho thị trường. Còn ở năm 2015 thì rõ ràng cái cơ chế chính sách, đúng là nãy như là tiến sĩ Long nói đấy, cả nước thì là một cái hệ thống pháp luật, nó là một cái hành lang pháp lý chung để phát triển thị trường bất động sản, nhưng mà mỗi nơi có cái đặc thù khác nhau như là nãy Long đã nói. Nhưng mà miền Nam còn thêm cái nữa, như ngoài Hà Nội ấy, thật ra rất tiêu biểu này nè, tức là cái khác biệt về khí hậu. Cho nên cái bất động sản mà xây dựng ở Hà Nội nó phải phù hợp với khí hậu ở Hà Nội, chưa nói những cái về phong cách rồi thói quen về truyền thống, nhưng mà bên cạnh đó cái yếu tố khí hậu rất là lớn. Cho nên ở miền Nam á, cái nhà nó sẽ không có phải đối phó với những khí hậu khá là khắc nghiệt so với ở Hà Nội. Nên, nhưng mà có điều phải nói rằng cái chung nhất là chúng tôi cho rằng thị trường bất động sản năm 2015 vẫn là một cái thị trường mà nó sẽ tiếp tục đà hồi phục. Và cái đà hồi phục đó nó sẽ được tăng cường. Nhưng mà ở đây là cái đà hồi phục đó là chúng ta đừng có ảo tưởng là nó sẽ là sốt trở lại, hoặc là nó sẽ trở lại cái bong bóng bất động sản. Chúng tôi tin rằng chính phủ không bao giờ để cho cái bong bóng bất động sản như năm 2007 lại tái xuất hiện một lần nữa. Bởi vì điều đó chẳng những là thiệt hại cho người tiêu dùng, mà nó lại thiệt hại cho chính doanh nghiệp, và nó thiệt hại cho cả nhà nước. Cho nên tôi thấy rằng để xảy ra tình trạng đó là một cái bài học mà chính phủ đã phải rút ra rồi. Cho nên chúng tôi tin là không có chuyện đó. Tôi hỏi thêm một chút là cái con số mà lợi nhuận bất động sản từ 5 đến 12% ấy, mà ông Châu dự tính là căn cứ mà ông Châu tính toán hay như thế nào? Đã có một cái đơn vị nào mà thực hiện nghiên cứu khảo sát mà đưa ra con số lợi nhuận đấy chưa ạ? Tức là chỉ có 5... Không, cái này là qua cái chúng tôi khảo sát ở các cái doanh nghiệp mà đạt được lợi nhuận của năm 2014 ở Thành phố Hồ Chí Minh thôi. Thì chúng tôi thấy cái mức lợi nhuận rất thấp. Bởi vì thấy các doanh nghiệp sản xuất không ai tin vào cái con số là chỉ có 5 đến 12% của lĩnh vực bất động sản đâu ạ. Cái đó là sự thật. Bởi vì thậm chí trong năm 2014, năm 2013 vẫn có những doanh nghiệp phải bán lỗ, chứ không nói là bán có lãi. Thậm chí nhiều bán lỗ để cắt lỗ anh ạ. Tức là cái mẫu khảo sát cũng không thể đại diện hết được. Nhưng mà có thể là những cái doanh nghiệp mà xây dựng về các cái phân khúc nhà ở xã hội thì cái lợi nhuận nó không cao như ông Châu nói. Không, kể cả là cái theo tôi nghĩ tôi ông Châu nói là kể cả phân khúc cao cấp mà. Kể cả tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Châu là cái thị trường bất động sản chỉ những thời kỳ sốt nóng lên thôi thì cái lợi nhuận vô cùng. Có thể mua trước hôm sau lãi rồi. Nhưng nếu mà đầu tư kinh doanh bất động sản thực sự ấy, thì cái lãi suất của nó một năm từ 5 đến 12 là trung bình, là hợp lý, là hoàn toàn hợp lý. Là vì chúng ta tính rằng ví dụ ngay bây giờ chúng ta mua nhà để đầu tư, đúng không? Để đầu cơ, đầu tư. Thì sau 5, 7 năm thì bắt đầu mới thu lại được một cái lãi. Lãi chưa có lớn nữa nếu mà so với cái lãi suất ngân hàng chưa chắc đã bằng. Là vì tại sao? Người ta sợ đồng tiền mất giá, người ta phải đầu tư tài sản. Đầu tư tài sản là gì? Để đảm bảo giữ cái mức giá trị của họ, đồng tiền của họ. Cho nên quan điểm mà hiện nay là trong bối cảnh mà tình hình đặc biệt là sau khi mà đã đóng băng, bắt đầu ấm lên mà nhiều doanh nghiệp lãi 50% là tôi nghĩ là đáng hoan nghênh và cái đáng ghi nhận. Còn thậm chí rất nhiều doanh nghiệp còn bị lỗ, người ta hòa vốn cơ mà. Thế cho nên trong bối cảnh như vậy. Thế thì hiện nay nói về cái thị trường bất động sản thì có rất nhiều quan điểm khác nhau. Thì theo tôi nghĩ là dự báo 2015 thì bao giờ xem cái đầu ra của nó ra làm sao. Đầu ra thì thứ nhất là theo từng đối tượng trong nước và đối tượng ngoài nước, thì liệu có khả năng thu hút đầu tư vốn nước ngoài vào? Và đối với những người nước ngoài định cư làm việc ở Việt Nam thì cái có thể đầu ra hay không? Cái nội bộ của cái người trong nước, nhu cầu của người dân trong nước có khả năng lớn hay không? Ta biết rằng trong cái thời kỳ bong bóng bất động sản đóng băng ấy thì phần lớn là nguồn tiền không phải từ cá nhân mà phần lớn là từ ngân hàng. Cho nên chính một trong những cái nợ xấu mà từ bất động sản rất là lớn hiện nay chưa giải quyết được. Thế thì trong cái bối cảnh mà tình hình thị trường đóng băng như vậy, bất ổn như vậy thì buộc là nhà nước phải có cơ chế chính sách. Cơ chế chính sách gì để tác động? Phải có một cái nguồn lực vật chất, nguồn lực tài chính để tác động vào, để làm sao tháo đầu ra ra, tháo gỡ cho nó. Thế nhà nước dùng gói 30.000 tỷ. Thế thì hiện nay về quan điểm 30.000 tỷ đáng lý, 30.000 tỷ đó phần lớn là cũng lấy từ ngân hàng nhà nước, từ tiền của nhà nước. Thì để làm sao ví dụ như anh Châu nói là 70% là cho người tiêu dùng, 30% là cho doanh nghiệp. Như vậy là 21.000 là của người tiêu dùng và 30. Thì đáng lý cái phần đó thì nên phân bố làm sao cho nó hợp lý. Thế thì quan điểm của tôi trong cái bối cảnh 2015 ấy, nếu mà nhìn xu thế chung ấy, cả cái đầu ra hay nói một cách là về nguồn lực tài chính của nước ngoài cũng như trong nước ấy, thì nó chỉ khôi phục lại thôi.
Và cái sự khôi phục này theo tôi nghĩ là rất là chậm, không như chúng ta kỳ vọng. Hiện nay chúng ta nếu thấy là mặc dầu Bộ Xây dựng có báo cáo là như vậy, hiện nay cho tới tháng 12 năm 2014 thì tồn kho giải quyết được là trên 40%, chứ phải 40% đâu, chính xác là như vậy. Và khoảng 43 hay 46 ấy, tôi nhớ cũng chính xác nhất. Nhưng mà bây giờ cái tiêu chí nào để đánh giá là cái tồn kho, đúng không? Thế thì quan điểm của đồng chí Được, phó của anh Châu, tôi thấy là rất chính xác. Cách đánh giá như thế nào, tiêu chí nào để đánh giá, đúng không? Ông bán đến người tiêu dùng cuối cùng. Bây giờ một cái hàng mà nói là giải phóng được tồn kho là phải đến người tiêu dùng cuối cùng. Mà bây giờ không được, chưa đến người tiêu dùng cuối cùng, bán lại qua thứ cấp, đúng không? Hay là bán lại cho cái sự mua bán lại các dự án bất động sản rất là sôi động trong năm vừa qua. Thì đấy có phải là giải quyết được tồn kho chứ? Chưa giải quyết được tồn kho, đúng không? Cho nên chúng ta thấy rằng cái gói 30.000 tỷ anh Cường nói là tất nhiên là tôi nghĩ là bao giờ chính sách đưa ra thì cũng có mặt được, mặt không được ta phải phân tích, đúng không? Còn nếu mà người ta hy vọng rằng cái 30.000 tỷ đó thì không phải là để giải quyết được cái sự đóng băng, tan băng của thị trường bất động sản mà là chỉ cú hích. Nhưng thực chất, thực tế đã hiện ra là gần 2 năm nay thì nó chưa thực sự là cú hích thực sự, đúng không? Mà cho tới nay cái việc, còn tất nhiên nó cũng có tác dụng ít thôi hoặc nhiều. Mà theo tôi nghĩ nếu mà tác dụng mục đích mà để làm cú hích, mà cú hích đó tạo đà cho thị trường bất động sản phát triển theo như mong muốn của chính phủ thì chưa được như mong muốn. Vâng. Tôi lại nghĩ, tôi lại thấy nó quá tuyệt vời. Tuyệt vời thứ nhất là như thế này, là nếu như mà cái gói 30.000 tỷ đấy chỉ nhìn vào cái con số là giải ngân bao nhiêu, thì tôi nghĩ rằng bất kể một cái gói cho vay nào thì cái việc mà kiểm tra thẩm định tài sản của cái người cho vay, của ngân hàng là đương nhiên là giống nhau. Rất nhiều người nhầm là gì, cái gói 30.000 tỷ đấy có thể châm trước hoặc là lưới lỏng cái điều kiện để cho vay, tiếp cận nó dễ dàng. Vì thế cho nên cái con số mà ông Châu đưa ra nó còn khiêm tốn, thì đấy cũng là những cái nhận định chung của mọi người tại sao lại giải ngân chậm là như vậy. Nhưng mà ở cái góc độ của chúng tôi đấy, thì không thể dễ dàng để đi vay cái gói 30.000 tỷ bằng cái việc là hồ sơ không đầy đủ về mặt pháp lý. Đấy là kinh doanh về tiền tệ. Thực ra gói 30.000 tỷ chúng ta đã có một chương trình đối thoại giữa năm để bàn kỹ rồi. Còn lại về, nhưng vì là các ông đang nói về cái việc mà nó không, vì nhận định của năm 2015 nó liên quan đến cái kế thừa của gói 30.000 tỷ. Tôi cho rằng gói 30.000 tỷ quá tốt. Nó tác động đến toàn bộ nền kinh tế, vật liệu tăng, rồi thì giao thông vận tải, các dịch vụ và tất cả rất nhiều ngành nghề khác là coi như được phát triển. Tôi nghĩ là các khách mời cũng không nói là nó không tốt ạ. Nó cũng tốt ạ. Nhưng cái chính là nó phải, nó tốt, nó phải đi vào cuộc sống, nó phải thực sự đạt được cái mục tiêu của mình chứ không phải chỉ giải ngân ít như vậy ạ. Mà tôi nghĩ là tại vì nó thế này này, cái mục tiêu nghị quyết 02 của chính phủ trong cái việc đưa ra gói 30.000 tỷ, thứ nhất là nhằm giải quyết hàng tồn kho. Thứ hai là nhằm giải quyết nợ xấu. Thứ ba là hỗ trợ cho người thu nhập thấp tiếp cận nhà ở. Đó là ba mục tiêu. Nhưng bây giờ giải ngân chỉ mới được có hơn 10 mấy%, thì quả thật nó không đạt được như kỳ vọng. Quá chậm và quá thấp, cho nên không đạt được như kỳ vọng. Đây là một cái vấn đề lớn mà năm 2015 chúng tôi thấy rằng cái nhiệm vụ mà Sở Xây dựng của Thành phố Hồ Chí Minh hồi sáng này có cái hội nghị thì là cũng xác định rằng việc triển khai thực hiện gói 30.000 tỷ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy thị trường bất động sản năm 2015. Cho nên đúng là cái vai trò nó rất là quan trọng và phải tiếp tục đẩy nhanh cái giải ngân của gói tín dụng đó. Nhưng mà có một điều là tôi nói là quả thật, để chuẩn bị giải ngân thì các cái cơ chế của mình là rất là chậm được hoàn thiện. Cho nên bây giờ những cái điều kiện, thí dụ như tôi nói ngay năm 2013 nhé, là chúng ta không có cái, đầu năm 2013 khi nghị quyết 02 đưa ra là không có loại bất động sản là nhà ở xã hội để bán. Mãi đến tháng 4 năm 2013 thì chính phủ mới ban hành nghị quyết 48 là bổ sung cái loại hình nhà ở xã hội xây xong rồi bán. Rồi là chúng ta, hiệp hội tôi là đề nghị là cho thế chấp bất động sản hình thành trong tương lai để thế chấp để bảo đảm cho cái khoản vay mua trong gói tín dụng 30.000 tỷ. Chúng tôi đề nghị từ hồi tháng 3 năm 2013, nhưng mãi đến tháng 4 năm 2014 thì mới được thông qua bởi 4 bộ, có cái thông tư lúc đó mới áp dụng. Thì như vậy là phải nói rằng nhiều cái cơ chế chính sách mình chậm được hoàn thiện, cho nên các ngân hàng cho tới giờ phút này là đã có cái thông tư 01 liên bộ rồi, cho phép là thế chấp bất động sản hình thành tương lai. Nhưng mà các ngân hàng vẫn còn đòi hỏi thêm là phải chứng minh thu nhập. Nhưng nói thật với anh, có như ở Thành phố Hồ Chí Minh ấy, một người mà bán bánh, một cái xe bánh mì thôi,
một ngày có thể bán 2.000 ổ. Nói thật anh, thu nhập còn cao hơn mình. Nhưng mà người ta chứng minh thu nhập là chứng minh không được. Đúng rồi. Cho nên ở đây chúng ta phải rất là thực tiễn. Trong cái gói giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ, bây giờ cơ chế chính sách tương đối là đầy đủ rồi. Thì bây giờ các ngân hàng á, mà nhất là thống đốc ngân hàng nhà nước á, thì mới vừa bổ sung thêm 10 ngân hàng nữa để tham gia giải ngân cùng với 5 ngân hàng cũ, là tất cả 15 ngân hàng. Thì có như thế đó, chúng tôi nghĩ rằng các cái điều kiện hiện nay để thúc đẩy giải ngân gói 30.000 tỷ là đã gần như là gần như đủ rồi đấy. Thì chúng tôi hy vọng rằng năm 2015 này đây cũng là một cái nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy thị trường bất động sản, để giải quyết hàng tồn kho, giải quyết nợ xấu và hỗ trợ người thu nhập thấp đô thị tiếp cận nhà ở. Theo tổng hợp của Bộ Xây dựng, tính đến ngày 20 tháng 11 năm 2014, tổng giá trị tồn kho bất động sản trên cả nước còn khoảng 77.811 tỷ đồng. So với thời điểm một tháng trước đó, tức là thời điểm ngày 20 tháng 10 năm 2014, thì tổng giá trị tồn kho đã giảm khoảng 3,54%. So với thời điểm khoảng một năm trước đây, tức là tháng 12 năm 2013, thì tổng giá trị tồn kho đã giảm 17,62%. Và so với thời điểm quý 1 năm 2013 thì con số này đã giảm hơn 50.700 tỷ đồng, tương đương với giảm 39,47%. Trong đó thì giá trị tồn kho căn hộ chung cư là hơn 24.100 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ là hơn 30,99%. Tồn kho nhà thấp tầng tương đương là hơn 21.300 tỷ đồng. Tồn kho đất nền nhà ở là hơn 27.800 tỷ đồng, chiếm con số lớn nhất là 35,73% tổng giá trị tồn kho. Còn tồn kho đất nền thương mại thì là 4.500 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ nhỏ nhất là 5,85%. Trên địa bàn thành phố Hà Nội, tính đến ngày 20 tháng 11 năm 2014, đang tồn kho khoảng hơn 9.600 tỷ đồng. So với thời điểm một tháng trước đó thì con số này đã giảm 225 tỷ đồng. So với thời điểm một năm trước thì giảm khoảng 25,32%, tương đương với hơn 3.200 tỷ đồng. Và so với thời điểm đầu năm 2013 và thời điểm quý 1 năm 2013 thì con số này đã giảm hơn 7.300 tỷ đồng, tương ứng với mức giảm là 43,22%. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì tổng giá trị tồn kho đến thời điểm 20 tháng 11 năm 2014 là khoảng hơn 14.900 tỷ đồng. So với một tháng trước, con số này giảm khoảng hơn 400 tỷ đồng. So với một năm trước đó thì giảm 14,64%. Còn so với thời điểm quý 1 năm 2013 thì đã giảm 48,12%. Ở trong Hồ Chí Minh thì anh Châu nắm rõ, còn ở Hà Nội này tôi khẳng định như thế này: hiện nay không còn hàng tồn kho, kể cả là các cái phân khúc là gọi là tương đối là cao cấp. Thế còn lại các cái phân khúc ví dụ siêu cao cấp như của tập đoàn Tân Hoàng Minh hay là các một số các cái dự án trên dưới 80 triệu trở lên tôi không nói, nhưng dưới 50 triệu trở về là không còn hàng tồn kho. Cho nên là từ cuối năm ngoái đến bây giờ là không có cái từ tồn kho, bởi vì không còn hàng để bán. Và tôi đã nói rằng một cái sự thật là gì, tất cả những cái sàn bất động sản để được quyền bán phải đặt cọc, ngoài uy tín ra phải đặt cọc ít nhất từ 3 đến 5 tỷ mới được quyền phân phối hàng. Thì để thấy rằng là gì, sau 5 năm thị trường dồn nén, cái phân khúc của những người mà có cái thu nhập trung bình khá, từ khá đến giàu có rất là lớn, và cái nhu cầu thay đổi về cái chất lượng cái cuộc sống về nhà ở đấy càng ngày càng là cấp thiết khi mà người ta có vị trí xã hội và có nhu cầu. Mà trong mấy năm vừa rồi thì lại không bung ra cái hàng cao cấp. Vì thế cho nên tất cả những cái hàng cao cấp mà đọng lại từ năm 2009 đến bây giờ là gần như là không còn. Còn đương nhiên trong bất cứ một cái dự án nào thì những cái căn xấu, hướng xấu là không thể bán được. Đấy. Thế còn lại trong một cái giai đoạn năm 2015 thì tôi tin một điều là như này, cái chính sách của gói 3.000 tỷ đấy tác động rất tốt đến cái việc là gì, là ngăn chặn nó cho cái người đa số là những cái người có thu nhập trung bình được mua những cái diện tích nhà mà vừa phù hợp người ta. Ví dụ trong năm 2015 là được mua cán bộ công nhân viên, nếu mà một cái hợp đồng mua dưới 1 tỷ 50 triệu thì được vay trong cái gói 3.000 tỷ, cải tạo sửa chữa nhà được vay, rồi dưới 70 mét vuông thì được vay cái gói 13 trong 3.000 tỷ đấy. Cho nên chúng tôi nghĩ là cái số liệu giải ngân đấy
Nó không quan trọng bằng là cái chính sách đưa vào để giải tỏa cho, mở ra một cái cánh cửa cho các cái người nghèo, người ta có cái cơ hội tiếp cận, và từ trước đến bây giờ chưa bao giờ làm được cả. Mở ra thì đúng rồi, nhưng mà có tiếp cận được hay không ạ? Đấy mới là vấn đề. Bộ phận, đa số những cái bộ phận, ví dụ như trước đây đã gọi là người nghèo, nếu mà để phân tích ra người nghèo thì làm gì có các cái thu nhập để mua nhà. Nhưng ở đây là các cái phân khúc là cán bộ công nhân viên, những người mà hưởng lương của nhà nước trước đây không được quyền nghĩ đến cái việc sở hữu của nhà. Nhưng cái gói 30.000 tỷ đấy cho người ta có cái cơ hội để được tiếp cận với cả cái gói 30.000 tỷ. Tôi cho đấy là một cái thắng lợi của chính sách nhà nước. Thì đúng rồi. Mà chúng ta biết rằng theo cái nghị quyết 61 của chính phủ năm 2014 để thúc đẩy gói 30.000 tỷ, chính phủ có nhiều cái giải pháp phải nói đột phá. Trong đó là tổng giá một căn hộ là từ 1 tỷ 50 triệu trở xuống là đủ điều kiện. Thứ hai nữa đó, cán bộ công nhân viên nhà nước mà nếu có nền nhà thì cũng có thể vay 70% của cái mức 1 tỷ đó, là vay tương đương là khoảng 700 triệu để xây nhà. Thì cái này là một cái thay đổi so với trước, một cái bổ sung chính sách mới. Cũng như là bây giờ trong gói 30.000 tỷ, bây giờ chính phủ là cho phép các cái chủ, các cái khu căn hộ cho sinh viên, công nhân thuê. Hiện nay nếu mà có dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp nó lên thì cũng được vay khoảng 700 triệu đó để hoàn thiện cái khu ở của mình để cho công nhân, sinh viên thuê. Đây là một cái đột phá rất là tốt. Nhưng mà có thể nói này, qua anh Cường nói thì tôi cũng thấy rằng nếu vậy thì Hà Nội quá tốt. Không còn hàng tồn kho. Tất cả những phân khúc chính xác là như thế. Theo tôi về quan điểm, cái ý kiến của anh Cường nói là bởi vì những người làm thật, bởi vì cái cơ sở phải là những người làm thật, mà cái hệ thống làm thật thì chủ yếu là kinh doanh bất động sản và các cái nhà đầu tư bất động sản đều ở trong cái hệ thống cả. Theo tôi nghĩ anh Cường nói là hiện nay là thị trường Hà Nội bất động sản là không có tồn kho, mà chỉ còn tồn những cái loại, những cái căn, những vị trí nào không sống bán. Cái đấy là đứng quan điểm của cái địa chỉ, có nghĩa là dự án đó thì đều có địa chỉ. Những cái địa chỉ đó là nguồn tiền từ đâu, nguồn lực tài chính từ đâu, mà nguồn lực tài chính của những người đó là phần lớn là từ ngân hàng hoặc đi vay, mà những người đó thì đều có nhu cầu bán nhưng chưa giải thoát được. Thực chất nó vẫn là một món hàng hóa mà người ta cần phải đầu tư để bán ra, mà chưa thực hiện bán ra được, như vậy đó là hàng tồn kho. Chứ đấy không phải là cái nhu cầu hàng, giải quyết được hàng tồn kho là gì? Cái nhu cầu người ta đã thỏa mãn được thực sự để người ta nhu cầu người ta ở, người ta mua, người ta để ở, người ta sử dụng, người ta không có nhu cầu bán lại. Như vậy thực chất nếu mà nói về cái khác là cái nhu cầu cái nhà đó, cái bất động sản đó thực chất là vẫn có nhu cầu bán, có nghĩa nhưng mà chưa bán được là vì cái nhu cầu khả năng thanh toán cái người mua không có. Cho nên hiện nay nếu mà nói với tất cả các dự án là đều có địa chỉ cả, đều có người mua cả, mà như vậy cho rằng nó đã không còn tồn, nó đã giải quyết thanh lý hết, nó không còn tồn kho, theo tôi nghĩ là chưa hoàn toàn chính xác. Là vì đúng không? Chưa chính xác. Dạ, không. Là vì bản thân những cái người mua đấy, như vậy theo quan điểm của tôi, những người mua đấy vẫn đang có nhu cầu bán lại, là vì tại sao? Người ta không nhu cầu thực sự mà người ta mua để đầu cơ. Đúng rồi. Mà cái nguồn tiền từ đâu? Nguồn tiền vay từ ngân hàng. Trước cái áp lực, nếu mà anh còn để tồn kho, anh không bán được thì nợ sẽ thành tội, có nghĩa là anh không có khả năng thanh toán, nhiều khi mất cả cái nhà đó. Cho nên hiện nay nếu mà nói về mặt thực tế về cái hàng đó thì vẫn là cái hàng tồn kho theo cái quan điểm về mặt kinh tế. Đúng không? Cái góc nhìn của chúng tôi lại là như thế này, là mọi người cứ quan điểm là gì, một cái dự án nó có hàng độ 400-500 căn, một cái tòa nhà 20-30 tầng, và bây giờ đi giao bán từng căn một, ai là người giao đấy? Thứ nhất chủ đầu tư không bao giờ giao. Cái thứ hai là chủ của những cái sàn, người ta bây giờ nó khác trước rồi, bây giờ là 3-4 sàn tập trung nó lại và người ta mua đất khoảng độ tầm 3-4 sàn. Và sau đó thì là người ta phân phối. Cho nên những cái người có nhu cầu đi mua ấy, là không bao giờ mua được trực tiếp của chủ đầu tư, và cũng không bao giờ mua được cái giá gốc cả. Bởi vì bao giờ cũng có cái quy luật này, nhà đầu tư và nhà đầu tư thứ cấp, người ta đã đi song hành ngay từ khi chủ đầu tư đi chạy dự án rồi, và người ta đã huy động vốn ngầm của nhau rồi. Bởi vì chúng ta luôn luôn có hai cái trong cái thị trường. Một là cái nguồn vốn vay chính thống của ngân hàng, hai nữa đấy là huy động ở trong cái hệ thống mà không chính thống. Và luôn luôn cái sự song hành đấy. Cho nên là khi bất kể một cái dự án nào đã khởi công, có nghĩa rằng cái đa số cái hàng hóa đấy đã thuộc về một cái hệ thống đầu tư thứ cấp rồi. Nhưng mà đến nhà đầu tư thứ cấp thì có được coi là đã hết tồn kho không ạ? Chưa.
cho nên là nó phụ thuộc vào cái bán ra mà. Nhưng mà không bán được thì đấy là hàng tồn kho. Nó phụ thuộc vào cái chiến lược của cái chiều chợ của cái dự án đấy. Và đến giai đoạn từ năm 2013, cuối năm 2013 và 14, và tôi cho rằng cái thị trường tiếp diễn trong vòng 2-3 năm tới, thì cái việc để các cái sàn bất động sản chuyên nghiệp người ta hứng tiền của các nhà đầu tư, mà thay vì gửi tiền ngân hàng thì thông qua những cái sàn bất động sản đó họ gộp nó lại, ví dụ như câu lạc bộ với cả cái sàn bất động sản chuyên nghiệp G5 là người ta là cái niềm tin để cho các nhà đầu tư thứ phát là đưa tiền vào và người ta mua, có thể mua cả tòa và sau đó thì người ta đợi để người ta phân phối lại, thì cái xu hướng ấy bây giờ nó là cái xu hướng mà nó sẽ phát triển tiếp. Cho nên là cái việc để mà hàng tồn kho mà lại nhất là cái dân chuyên nghiệp thì nó sẽ không có cái rủi ro như trước đây, bởi vì trước đây là chủ đầu tư có thể là nghĩ ra là mình làm cái tòa nhà như này dễ bán, nhưng thực ra đấy là ý chí của chủ đầu tư, tức là cái tâm lý của cái người mà nấu xôi khác hẳn với tâm lý của cái người bán xôi. Cho nên vì thế cho nên hàng ra là lỗi mốt, không hợp với người mua, tồn kho để lại đấy. Nhưng tôi cho rằng từ năm 2000, cuối năm 2013 trở lại đây và tiếp tục vài năm nữa sẽ khó có cái câu chuyện là hàng tồn kho, bởi vì cái lúc đó hàng đã bắt đầu khởi công, dự án đã bắt đầu là triển khai rồi, thì lúc đấy đa số tiền là có những nhà đầu tư thứ cấp thông qua các sàn chuyên nghiệp người ta cùng làm với cả chủ đầu tư, mà lại có cái sự vào cuộc cả ngân hàng đấy, cho nên là sẽ khó có cái câu chuyện tồn kho. Theo quan điểm tôi thế này, quan điểm của anh Cường ấy coi như là không có hàng tồn kho. Tại sao? Bởi vì bất kỳ một dự án nào khi bắt đầu khởi công xây dựng thì đều có địa chỉ người mua, thì có người mua. Nhưng mà quan điểm tôi ở khác thế này này, cái người mua nếu nhằm mục đích là để ở, mua cho tiêu dùng mình thì đó là đã hết tồn kho. Còn người mua đấy mục đích là để bán lại. Để đầu tư lại. Mà trong khi đó để bán lại đầu tư lại lại không bán được. Mà trước áp lực, nếu mà vốn của mình thì không sao, vốn của mình thì bị thua thiệt rất là nhiều, là vì làm đắp chiếu. Trong kinh tế thị trường một câu rất là bất hủ: tiền trong nhà phải cho chửa, ra ngoài cửa phải đẻ. Có nghĩa là luôn phải cho tiền sinh sôi đầy nở. Không ai muốn để tiền nằm dưới đáy hòm như thầy cũ. Như vậy là đầu tư không có hiệu quả. Thế thì cái anh đó vẫn có nhu cầu bán lại chứ không phải để ở, mà thậm chí dùng tiền của anh. Nhưng mà cái việc đó không bán lại được, hiện nay cái nhu cầu trên thị trường không có, thì tôi nghĩ đó là hàng tồn kho. Chứ không phải là khi một dự án, như chúng ta biết là trong thời kỳ mà sốt ấy, sốt nóng ấy, thì dự án mới bắt đầu khởi công thì đã bán trên giấy rồi. Đầy đủ, có nghĩa là tất cả những căn hộ, những tòa nhà đều có địa chỉ cụ thể. Những cái địa chỉ đó mục đích là gì? Để anh bán lại, hay nói về khác, anh là người bán buôn. Chưa phải là bán lẻ. Bán lẻ mới là khu cuối cùng, mới giải phóng được tồn kho. Chứ còn bán buôn là tôi mua. Cho nên có những cái doanh nghiệp là bán buôn là vì tồn kho rất là lớn, là vì người tiêu dùng không có. Cho nên ở đây quan điểm cách hiểu tồn kho như thế nào cũng khác nhau. Mà quan điểm của tôi, tồn kho là gì? Tồn kho là cái sản phẩm đó phải bán đến tay người tiêu dùng thực sự. Chứ còn cái sản phẩm đó mà đến tôi, mặc dù tiền của tôi bỏ ra, nhưng mà hoặc tiền tôi đi vay, nhưng mà tôi không có nhu cầu, mà tôi cũng nhu cầu bán lại, mà hiện nay vẫn đang còn tồn đọng, thì đó là tồn kho. Ông Châu nghĩ thế nào? Ông Châu chắc ở giữa theo, thì sẽ... nói, tôi, vâng. Theo ý kiến của anh Cường ấy, thì tôi rất mừng cho Hà Nội nếu thực tế nó là như vậy. Bởi vì không gì lý tưởng bằng nói rằng trên thị trường bất động sản thành phố Hà Nội là không còn sản phẩm tồn kho. Quá lý tưởng. Và cái điều này thì nó cũng làm sự khác biệt ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở thành phố Hồ Chí Minh tôi là hàng tồn kho luôn luôn có. Nhưng trong cái ngưỡng bình thường thì nó ở mức độ khoảng chừng là dưới 10% thì gọi là mức độ bình thường. Nhưng mà trong tình hình bất thường là cái tồn kho nó quá lớn. Mà hiện nay chúng tôi nghĩ rằng tồn kho là một cái thực tế, cho nên chính phủ mới ra một cái nghị quyết mà trong đó đặt vấn đề là giải quyết hàng tồn kho của thị trường bất động sản là cái đầu tiên. Thứ hai là giải quyết nợ xấu, và thứ ba cho người thu nhập thấp tiếp cận nhà ở. Cho nên thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi thì thực sự mà nói nó cũng khác như anh Cường nói chút xíu ở Hà Nội. Tức là ở thành phố Hồ Chí Minh người tiêu dùng hoàn toàn có thể tiếp cận với giá gốc của các dự án, chứ không có phải qua cái trung gian. Hiện nay thành phố Hồ Chí Minh có một cái hiện tượng, đó là những nhà đầu tư kinh doanh thứ cấp lớn đang quay trở lại với thị trường bất động sản, nhưng mà cũng quay lại trong cái phân khúc thị trường bất động sản cao cấp thôi, chứ chưa phải là quay lại với cái phân khúc thị trường bất động sản mà bình thường, trung bình. Ở thành phố Hồ Chí Minh, người tiêu dùng hiện nay, tôi nói rằng trong năm 2014 vừa qua, 2013, hoặc là nếu nói là tôi có thể nói rằng từ năm 2008 cho đến nay, và đúng luôn cho cả năm 2015, đó là cái lợi thế của thị trường thuộc về người mua. Người mua thực sự trở thành thượng đế.
và được chăm sóc ngay giai đoạn mà trước khi mua, rồi trong lúc mua thì cũng được chủ đầu tư là quan tâm chăm sóc bằng các cái chính sách khuyến mãi, và sau khi mua thì chủ đầu tư lại chăm sóc cái chính sách hậu mãi rất là chu đáo. Cho nên hiện nay cái lợi thế đó ở thành phố Hồ Chí Minh nó thể hiện rất là rõ đối với cái quyền năng của người tiêu dùng trong giai đoạn hiện nay. Nhưng mà có một cái điều là ở thành phố Hồ Chí Minh người tiêu dùng có rất nhiều sự lựa chọn. Sự lựa chọn của người tiêu dùng rất đa dạng, dự án này dự án kia rất là nhiều để lựa chọn. Trước đây là rất là khó. Rồi cái giá chưa bao giờ tốt như trong giai đoạn từ năm 2008 tới nay. Hồi nãy tiến sĩ Long có nói về, có người nói rằng xuyên đáy. Bao giờ cũng nói rằng, người ta nói rằng tạo đáy mới, chứ không bao giờ gọi là xuyên đáy. Nói xuyên đáy là nói không đúng. Nhưng mà nói rằng là quả thật, giá cả trên thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đang ở vùng đáy của giá bất động sản. Mà chúng tôi tạm khái niệm vùng đáy của cái giá bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là khu vực giá thành của bất động sản. Các doanh nghiệp hiện nay bán, có doanh nghiệp bán lãi từ 5% tới 12% của năm 2014. Có doanh nghiệp bán hòa vốn, thậm chí có doanh nghiệp bán lỗ anh ạ. Dạ, bán lỗ để cắt lỗ. Ông bà mình có một câu cách ngôn rất là hay. Ông bà mình câu ngạn ngữ nói rằng thà bán lỗ còn hơn vay lời. Câu đó là câu ông bà mình nói. Cho nên thà bán cắt lỗ, chấp nhận là 10 phần là mất 7 còn 3 cũng chịu. Cho nên trong tình hình khó khăn của 7 năm vừa qua là như thế. Nhưng phải nói rằng hiện nay cái xu thế giá ở thành phố Hồ Chí Minh là nó đang có cái khuynh hướng là nhích dần lên. Cho nên hiện nay nhiều bà con, nhiều người mua nhà đang có cái kỳ vọng là giá bất động sản sẽ xuống thấp hơn nữa. Nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh đang, chúng tôi quan sát thì thấy rằng cái xu thế giá nó đang tăng dần dần lên. Nhưng mà năm 2015 chúng tôi cho rằng cái mức tăng đó cũng chưa có gì đột biến và vẫn nằm trong cái mức hợp lý của giá bất động sản. Và hồi nãy khi mà Chi hỏi về vấn đề cái tỷ suất lợi nhuận mà 5-10% có thực tế không? Cái này là thực của thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà cái chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển bất động sản hiện nay đó là nhiều doanh nghiệp đặt cái mục tiêu lãi mục tiêu, lợi nhuận mục tiêu chỉ đặt ở mức độ tối đa không vượt quá 20%. Nhưng mà trong năm 2014 là chỉ điều hành đạt có là tối đa là 12% trong năm 2014 là sự thật. Tuy nhiên cũng có doanh nghiệp đã đặt cái lợi nhuận mục tiêu thấp hơn, như là tập đoàn Hưng Thịnh là trao đổi với chúng tôi và nói rằng chỉ đặt cái mục tiêu là 15% thôi. Nhưng mà tôi thấy rằng trên thế giới thì người ta đặt cái mục tiêu đó có thể lên tới khoảng 20-22% là chuyện nó là thông thường trên thế giới. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta trong năm, ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, trong năm 2014 thì lợi nhuận 5% tới 12% là tốt lắm rồi trong cái quá trình khủng hoảng mà bây giờ chúng ta đạt được điều đó. Nhưng mà phải nói rằng ấy, đó là vì các doanh nghiệp có một cái thay đổi về, chúng tôi gọi là cái văn hóa của doanh nghiệp. Một cái tâm thế của doanh nghiệp hướng về người tiêu dùng và muốn rằng doanh nghiệp mình phát triển bền vững. Về mặt và học thuật ấy, thì trong một nền kinh tế thị trường bao giờ cũng có sản phẩm tồn kho. Đúng, mãi không bao giờ mà chấm dứt được 100% sản phẩm tồn kho. Nhưng mà cũng như chúng ta nói trong thị trường lao động, trên toàn cầu hồi xưa người ta có một cái ảo tưởng là sẽ chấm dứt cái chuyện mà thất nghiệp. Nhưng mà về mặt lý luận người ta đã chỉ ra đây là một quy luật luôn, là luôn luôn có một cái ngưỡng mà không một quốc gia nào có thể mà chấm dứt được cái thất nghiệp 100%, không bao giờ có. Cũng như hàng tồn kho này thôi. Và hàng tồn kho trong kinh doanh trên thương trường ấy, thì thường người ta nói là tồn kho từ 30% là hợp lý, là bình thường. Cái đó là tất yếu. Thế còn vấn đề hiện nay tôi cũng theo quan điểm, như hiện nay có những quan điểm cho rằng thị trường bất động sản đã qua đáy, rồi. Thế thì theo suy nghĩ của tôi thì có thể người ta nghĩ cái đáy của nó là gì? Đáy nó là giá, và đáy là gì? Hiện tượng giao dịch, số lượng giao dịch và đã thành công, đồng thời cái giá đã thấp nhất đã qua rồi thì bắt đầu lên, người ta định vị, người ta xem. Mà bây giờ đánh giá một cái chính xác là đã qua đáy hay chưa thì theo tôi nghĩ phải có sự khảo sát, không nên theo cảm tính định tính. Cũng như là đấy. Thế còn nói như anh Cường mà hiện nay là Hà Nội không còn tồn kho bất kỳ một cái loại hình bất động sản nào đó thì tôi cũng chưa thấy thống nhất. Chờ những cái phân khúc như vậy là ý kiến của anh Cường như vậy là hoàn toàn trái với ý kiến của Bộ Xây dựng. Ngay Bộ Xây dựng nói là tồn kho đã giảm được trên 40%, cũng nhiều người ta phản đối.
người ta cho là chưa hợp lý. Mà bây giờ anh Cường lại cho rằng 100% như vậy là vô hướng, trái với cái ý kiến của Bộ Xây dựng Thông tin Bộ Xây dựng đa, đồng thời trái cả có thể do cái cách tính tồn kho nó khác nhau, cái cách quan điểm tồn kho khác nhau. Thứ nhất này, với cả những cái người mà trực tiếp kinh doanh và là cái nơi mà hội tụ của các cái hội viên kinh doanh bất động sản, đây là một cái bức tranh tôi đưa ra là thứ nhất cái quan điểm của người làm về bất động sản đấy là không có bất động sản ế, trừ khi là anh bán rẻ, bởi vì không có cái gì hút nhanh bằng bất động sản nếu anh bán rẻ. Bởi bán rẻ là hàng xóm là mua ngay, chưa cần đến là cái người ở xa. Các hàng hóa khác có thể bán rẻ không mua, nhưng riêng bất động sản mà bán rẻ là ngay hàng xóm là lập tức mà biết thông tin là đến là mua ngay. Nhưng mà người ta còn phụ thuộc cái khả năng nhu cầu, khả năng thanh toán, khả năng thanh toán được hay không. Tức là thế thì nói như anh Cường, thế thì trong cái khái niệm như anh Cường, theo tôi suy nghĩ là đối với thị trường bất động sản không có tồn kho. Mà hiện nay rất nhiều chuyên gia trong nước cũng như nước ngoài ta nói là tồn kho là một điểm nghẽn lớn nhất đối với thị trường bất động sản. Thế thì như vậy theo những quan điểm của anh Cường có nghĩa là một bất động sản có địa chỉ cụ thể đó là không mấy. Mà theo quan điểm của tôi và anh Châu thì cái địa chỉ đó phải là người tiêu dùng cuối cùng thì đó mới là cái không phải có nhu cầu ở có nhu cầu cuối cùng giải quyết được cái tiêu dùng cuối cùng của người ta. Tức là cái hàng tồn kho trong cái quan điểm có thể như thế này. Có thể đây cũng là một cái, cũng là cái lúc để cho mọi người hiểu hơn nữa về cái việc tồn kho. Ví dụ như cái tồn kho như vừa rồi các anh thấy là nếu như mà những cái tổ chức tài chính người ta dư tiền thay vì gửi ngân hàng, người ta gửi vào cái bất động sản đấy và đắt bán chơi rẻ để đấy, đấy là tâm lý khác biệt, văn hóa khác biệt giữa miền Nam và miền Bắc. Miền Nam là cái chỉ số về cái thương mại rất là nhanh, đấy, có cái xu hướng xuống một cái bán cắt lỗ ngay. Nhưng với cả cái miền Bắc là gì, nhiều khi ở ngoài miền Bắc lại có cái câu như vậy, đắt bán chơi rẻ để đấy, tức là gì, người ta không có áp lực về ngân hàng, cho nên là người ta để đấy, khi nào thị trường nó lên thì người ta bán. Đấy là một hình thức. Hình thức thứ hai là tồn kho ở những cái dự án mà nó nằm xa trung tâm, không có các cái cơ sở hạ tầng kết nối và nó lỗi mốt, tức là gì, nó không phù hợp đại đa số, thì cái việc ấy có bán rẻ cũng không ai mua. Đấy, và cái đấy không là nhiều. Và tôi đang muốn nói rằng chúng ta đề tài chúng ta là năm 2015 là cái sức bật nào, cái điều kiện nào để định, để đánh giá và đưa ra các cái phán đoán, dự đoán, điều ấy rất là quan trọng. Cho nên là tất cả những cái hàng mà có thể bán được không còn tồn kho đối với ở thị trường Hà Nội. Còn trừ ra những cái vị trí nó ở xa trung tâm, ví dụ Bắc Linh, Bắc Giang hay là xa trung tâm Hà Nội, hay là những cái tại ở trong một cái dự án mà các cái vị trí xấu là không bán được. Vâng ạ. Thế nên tôi đang muốn nói là cái bức tranh toàn cảnh ấy, ở tại thị trường ở Hà Nội mà ở những cái phân khúc mà dưới từ 50 triệu trở về mà ở những cái vị trí đẹp là không còn hàng tồn kho. Vâng ạ. À, thưa các khách mời, nếu mà chúng ta tiếp tục bàn về câu chuyện hàng tồn kho thì có lẽ là còn rất là dài, bởi vì nó là cái quan điểm của mỗi người là thế nào là hàng tồn kho. Tôi nghĩ là với một chương trình đối thoại ngày hôm nay có lẽ là rất hấp dẫn ạ. Bởi vì là khi mà chúng ta nói chung về thị trường bất động sản thì có rất là nhiều thông tin, và để dự đoán được thị trường bất động sản thì chúng ta lại đi vào từng phân khúc này, rồi đi vào từng cái vấn đề cụ thể để chúng ta có thể dự đoán được. Thế tuy nhiên là tôi thấy phần lớn khách mời của chương trình đối thoại tuần này và các khách mời của các chương trình đối thoại trước đều nói rằng bất động sản qua một giai đoạn bong bóng này, sau đó thì lại chững lại, đắp chiếu, rồi bây giờ lại bắt đầu chuyển sang là ấm dần lên và một cách là từ từ. Tôi thấy đó là một cái quan điểm chung của rất là nhiều người, và chúng ta cũng không nên quá kỳ vọng là lợi nhuận bất động sản vô cùng lớn, quay lại những cơn sốt nóng như ngày xưa để 100-200% lợi nhuận. Bây giờ với con số 5-12% và thậm chí là dưới 15% và dưới 20%, 20% đang con số rất là hấp dẫn rồi, là thực sự là đã là một cái thành công của bất động sản. Và chúng tôi nghĩ rằng là những cái con số, những thông tin đấy thực sự là rất là hữu ích cho những người đang quan tâm tới thị trường bất động sản, và họ sẽ cân nhắc với những cái quyết định đầu tư của mình trong tương lai. Chúng tôi rất là cảm ơn các khách mời đã tham gia chương trình đối thoại ngày hôm nay. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả, và quý khán giả có thể góp ý cho chương trình đối thoại thông qua số điện thoại 04-220-8288. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo.